Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại xin unbox một ly đến từ nước Đức. Và trong giới chơi âm thanh thì chắc là cũng nhiều người biết đến cái hãng Octave. Đây là một hãng rất nổi tiếng với bề dày truyền thống trên 50 năm rồi. Và hãng Octave thì đó là một dòng sản phẩm high-end của nước Đức. Nhưng mà nó có rất là nhiều điều thú vị của mỗi một dòng sản phẩm, có thể là 40 SE, 70 SE, 80 SE, 110. Và hôm nay thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn một dòng Octave ở cái phân khúc tầm high-end tầm trung, đó là dòng 70 SE. Và với dòng Octave này thì nó có một điều rất đặc biệt là nó không chơi những cái dòng bóng nhỏ. Đa phần những bóng bình thường công suất khi chơi thì là độ động, độ dynamic và độ nhạc tính thì người ta sẽ dùng các cái bóng như là 6550, KT88, KT120 và to nhất là bóng lên KT150. Và có thể chơi một loại tuyệt vời hơn nữa, đó chính là bóng 300B. Và trước mặt các bạn đây, đây là một thùng còn nguyên siêu của hãng. Và dòng Octave này thì với một cấu trúc đóng thùng thì tương đối là chắc chắn, vì theo quan điểm của người Đức thì những cái chất lượng thì luôn là hàng đầu. Và với dòng sản phẩm này thì các bạn nhìn đây, đây là cái mã thương hiệu, nó có những dòng sản phẩm để cho mình có thể là biết ngay được mình đang được sở hữu một dòng sản phẩm nào. Và với nguồn điện và tất cả mọi cái thông tố số thì đều nằm đây, và đây là tem guarantee của hãng. Tất cả đây nó đều đóng nguyên siêu, và bây giờ thì tôi sẽ xin bóc cùng các bạn. Đó, các bạn thấy cái quy chế của người Đức, ngay cả cái băng dính là người ta cũng đã làm to, với cả người ta dán chồng lên nhau, nó rất là có một sự chắc chắn khi mình vận chuyển đi xa. Đó. Và trước khi bóc thế này, bình thường ra để mà unbox một thùng mới thế này thì chúng tôi sẽ phải đi găng tay, nhưng mà vì găng tay thì nó không có cái cảm xúc nhiều khi chạm và tiếp xúc với cả dòng sản phẩm, nên chúng tôi đã hoàn toàn vệ sinh tay rất là sạch sẽ. Vì chúng tôi muốn có cái một cái cảm giác thật để đưa gửi tới các bạn những cái thông tin về dòng sản phẩm. Và dòng này thì là dòng 70 SE, và nó có số series, và toàn bộ cái clip bên này là những cái phụ kiện đi kèm theo với cả nó. Vâng, một dòng sản phẩm rất là mới. Còn bên này là một hệ thống bóng, người ta đã đóng riêng cho các bạn một hệ thống bóng để mình để hộp riêng như này. Đây là bóng 6550, bóng của GG, bóng này là của trong cái khối Cộng hòa xã hội chủ nghĩa cũ, đó là của Tiệp. Và mã sản phẩm là 70 SE. Và bóng này thì tôi cũng xin được rạch luôn để các bạn cùng xem. Bóng GG này là bóng một chất lượng bóng cũng rất là tốt của trong giới chơi âm thanh, nhiều người ta thích chơi bóng GG này. Và trong này khi các bạn cắm thì các bạn cũng luôn lưu ý là mình sẽ cắm đúng cái thông số của hãng, tức là bóng mình sẽ để bóng theo đúng khuôn của này, xong sau đó là mình sẽ cắm, vì bóng này thì nó sẽ đánh dấu từ V1, V2, V3, V4. Đó, để mình có biết. Còn khi mình cắm thì mình cũng sẽ để đúng như thế này để mình cắm, tức là mình sẽ lấy từng bóng ra một để mình lấy ra dòng bóng này để mình cắm. Và trên này thì nó cũng có đánh, không đánh dấu số, nhưng mà đây là một cái mã thương hiệu GG rất là chất lượng. Với bây giờ thì thực sự là khi được cầm những quả bóng này thì các bạn cũng cảm thấy là nó không còn có cái gì đặc biệt. Nhưng mà đối với chúng tôi những ngày xưa mà được chơi những dòng sản phẩm này mà được cầm những quả bóng này thì thích lắm. Ngắm nghía thì vuốt ve để xem, vì mỗi bóng này nó lại có một cái màu âm khác nhau và nó có một cái chất lượng khác nhau, nhưng mà nó quan trọng là mình thích âm thanh của bóng đèn. Nên khi mình chơi, mình được sử dụng bóng này, mình thích cầm những bóng L34, bóng L84 hoặc là nhất là bóng 300B, gọi là nữ hoàng trung âm thì là càng trân trọng. Đấy. Và tiếp tục thì trên cái thùng này thì vẫn còn một lớp guarantee đây. Đây chính là cái phần của chassis của máy, vẫn các bạn vẫn thấy nguyên siêu như này. Đó. Ở trên này đây thì nó sẽ có một cái remote của hãng. Với những dòng âm ly đèn này thì thực tế cái remote thì nó cũng ít khi được sử dụng sâu, vì nó chỉ có mỗi một cái chỉnh, phần lớn là chỉnh về volume. Và người ta cũng thấy rất cẩn thận, các bạn thấy không? Người ta đây phải để riêng một cái remote này để làm sao đấy, nó chỉ có mỗi một cái nút chỉnh to và nhỏ volume. Nhưng mà cũng đã nói lên một cái sự cầu kỳ, vì
những cái đồ của âm thanh bóng đen này thì nó là một cái đồ gọi là thuần chơi, nên người ta sẽ không ứng dụng nhiều các công nghệ về đồ digital vào đây, nên người ta sẽ chỉ sử dụng thế này cũng đã là một cả một cái vấn đề cải tiến của một lần được trải nghiệm. Bên đây thì có một cái găng tay và một cái khăn, và đây quyển catalog cộng thêm một cẩm vụ phụ kiện. Và khi bóc cái dòng sản phẩm này ra thì bao giờ nó cũng có một cái mùi rất đặc trưng, đó là một cái mùi đồ dòng sản phẩm mới, thế là nó vẫn còn hơi có một cái mùi chua, có một cái độ chua nhất định của cái phần thùng xốp. Phần thứ hai nữa là nó là một cái phần giữa các cái xốp này, cái vỏ của cái vải áo của cái âm ly này, cộng thêm cả một chút mùi cơ khí, nhưng mà nó sẽ có một cái mùi rất là quyến rũ. Đó. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin phép được búp cái transit 23 cân này lên trên kệ và chúng ta bắt đầu là cùng thao tác cắm bóng. Vâng, đây là một cái vỏ lớp bọc áo ngoài. Và trên này thì bắt đầu đã lộ diện dần về cái phần transit. Ôi giời, đẹp quá các bạn ạ. Khi cái ánh sa kim ở trên này, đấy là những dòng sản phẩm mới càng ngày trông nó còn hoàn thiện hơn. Đây, máy quay có thể dí sát đây thì các bạn sẽ thấy cái sự sang trọng và cái đẹp của cái phần hoàn thiện hơn nữa. Vì mình nghĩ là mỗi một hãng thì sau này người ta càng cố gắng để đưa các dòng sản phẩm này cho nó tốt hơn nữa. Và cái này thì phải dùng đến hệ thống ốc, thì cái hệ thống người ta đã phụ kiện, người ta đã cho đi theo đây. Bây giờ thì tôi sẽ xin tháo ốc này ra. Và thao tác cái này thì là hơi lâu, nên tôi cũng xin dừng cái đấy ở đây, và sau đó khi tôi tháo xong thì tôi sẽ cắm bóng cho các bạn xem. Vâng, cái thú của người chơi âm thanh là tự tay mình thao tác và mình sẽ có một phần gì đó mình sẽ tìm hiểu hơn. Đầu tiên thì tôi thấy bên hãng người ta trang bị cho mình một cái lục giác 6 để vặn giác bên cạnh của cái chụp đèn. Còn bên đây thì là có một cái tua vít đen, thì nhiều người ta chắc cũng sẽ đặt một câu hỏi thắc mắc tua vít đen này làm gì. Thực tế tua vít đen này là chỉnh bias, tức là chỉnh qua cái lỗ rãnh ở phía dưới này để người ta chỉnh bias. Đó, đây, bốn cái lỗ này. Tức là sau mình thời gian mình dùng thì mình lên chỉnh bias, vì chỉnh bias này thì các cái bóng nó sẽ được cân bóng hơn và các âm thanh hai vế nó nghe nó sẽ chuẩn hơn. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin phép cắm bóng. Đến ngay người Đức người ta cũng rất là cầu kỳ và người ta cũng luôn sợ mọi người cứ làm sai những cái quy trình của người ta, nên người ta để bóng người ta đã cũng phải yêu cầu là mình phải đặt đúng bóng kiểu đúng như này. Tức là người ta không cho để như này mà cũng không cho để như này, mà người ta bắt buộc phải để như này. Đó. Và khi để như này thì những bóng đầu tiên này bao giờ cũng là bóng số 1, số 2, số 3, số 4. Đó. Thì nó theo quy trình nó sẽ cắm từ trái sang phải. Và khi mình cắm thì bao giờ mình cũng sẽ nhìn vào một cái lẫy rắc ở trong này, thì nó sẽ phụ thuộc vào ăn vào cái đầu bên này. Thì mình sẽ đưa nó vào như này. Và khi cắm thì các bạn lên để tay hơi chụp hơi sâu một tí, chứ các bạn cũng đừng cầm hờ đâu, hoặc là nhiều người ta cầm ở đây cũng được. Tùy theo, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cầm như này thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn sử dụng. Đó. Nó chỉ vào thế này, sau đó mình chỉ lấy cái tay mình đẩy cả cái lòng tay ở đây để mình giữ, để mình chụp vào thế này, nhưng với điều kiện là khi bóng người ta phải thật nguội. Vâng, tiếp tục là lại bóng số 2. Vâng, với lúc trước thì các bóng này nó đều quay mặt vào trong thì mình không nhìn thấy chữ GG, nhưng đến bây giờ là quay ra ngoài này thì trông nó lại rất là đẹp. Tiếp tục là bóng số 3. Vâng, đây là bóng cuối cùng. Thế là thử hoàn thiện đã coi như là xong. Với nhà mà có trẻ nhỏ hoặc là thú cưng thì các bạn có thể đậy lại cái chụp lồng. Còn với tôi thì tôi thích bày như này, xong sau đó là bây giờ chúng ta chỉ cần có một cái kết nối và xem màu sắc âm thanh hôm nay để cái sự phối ghép với một dòng loa đến từ L100 Classic bản đặc biệt thì có màu sắc âm thanh nào. Sau đó chúng ta lại cùng tiếp tục theo dõi.